Úc Nguyễn chào mọi người. Hôm nay ngày 19 tháng 7 mình có một số cây phôi khai thác ở Trà Phúc Kiến và Bạch Sơn Liễu giao lưu đến mọi người. Đầu tiên là cây Bạch Sơn Liễu mã A1, giá là 380 bao ship. Cây cốt rất là to, chiều cao hơn 40. Cây dáng phu thê. Tiếp theo là cây Bạch Sơn Liễu mã A2, giá là 380 bao ship. Cây đế nở, chiều cao tầm 40. Cây Bạch Sơn Liễu mã A3, giá là 450 bao ship. Thân chính u nần lắc rất là đẹp, cốt cũng rất là to, chiều cao hơn 50. Tiếp theo là lô Trà Phúc Kiến mã A4, giá là 220 bao ship. Lô bao gồm 3 phôi. Chiều cao tầm 40. Lô Trà Phúc Kiến mã A5, giá là 320 bao ship. Lô này cũng bao gồm 3 phôi. Chiều cao tầm 35. Lô Trà Phúc Kiến mã A6, giá là 320 bao ship. Trà Phúc Kiến và Bạch Sơn Liễu là dòng cây rất là dễ trồng, hầu như tỷ lệ sống là 100%. Lô A6 cũng bao gồm 3 phôi. Chiều cao tầm 35. Lô cuối cùng là lô hai cây Trà Phúc Kiến và một cây Chiều Xuân. Những cây Trà Phúc Kiến thân lắc quái, cành này có thể dùng làm dáng đổ hoặc dáng bay. Và một cây cong hình chữ C rất là hay. Phôi cuối cùng là phôi Chiều Xuân. Những cây này cao hơn 50. Mình xin kết thúc clip tại đây. Mọi người chốt thì liên hệ 0981950182. Hẹn gặp lại vào clip số 2 trong ngày.